Hello, welcome back. Đây là game I am the Queen. Ôi, tôi chết rồi. Fail. Again. Quả này thành queen rồi. Ấy. Ây da, cao quá. Chết rồi. À đây, đây có khoảng hơn 1.000 viên ruby. Sang mua cái nhân vật khác đi xem nào. Ui, cái bà này béo nhé. Bà già. Ô sắc nó càng cứng tối này. Tiếp tục, tiếp tục. À, chúng ta sang game Pop Run. Ôi ôi. Hình như có nhân vật mới. À đây đây một cái con màu bạc. Thôi không thèm. Ui. Unlucky. Mũ này, mũ này. Hmm?
ต่อวะต่อวะอู้ต่อดีกว่าช่วงไหนดอกนั่นนักสังสับไปว่าจะดูว่าใจล้วนquên không đổi cái ván trượt khác trên trên đầu có cái nhiệm vụ gì nhỉ? Ăn mấy cái hình có hình sao mộc. Ôi. Đây là cái phiên bản mới nhất rồi. Ăn. Bạn chạy thì nãy chưa chết. Ây, nói xong. Chúng ta sang Winter. Level 2 rồi. Phiên bản này là phiên bản beta bài màn chơi đi. Oh, crack. Hai nhân vật này ghét nhau như chó với mèo. Nó suốt ngày chơi nhau. À, cái gì tiếp theo nhỉ? Đổ dầu đây. Ngay. Stupid TV. Ui. Vừa ngã hỏng cái TV.
theo. Hello, hello, hello. Good luck getting to school, kid. Rồi, bạn này đến trường rồi. Cái này làm sao rồi? Làm gì biết nhỉ? Sửa cái lốp đi. Huh. How did it get so dirty? Game zen rớt. Đang ở cấp độ là 152 rồi. Khá là xa bờ. Đừng đấm anh ấy. Bức tường trên này để nâng cấp á. Cái game này rất là hào phóng, cho rất nhiều thành viên Ruby này. À, nâng cấp xong chạy nhanh hơn này. Ui. Đó đó đó. Đỏ xanh à. Sắp đến con boss trùm này, cái con boss khổng lồ. Chút này. Ấy, vừa nâng cấp xong này, đâm lên đây vườn. Còn trên này nữa. Hình như là cái này sẽ đến con boss to này. Ui xin nữa kìa. Chạy về đây. Chạy về làm thạch. À, đôi bàn chân nó bốc cháy ra. Ê đúng rồi, con boss khổng lồ này. To chưa? Con này bố của những con kia. Quá. Ấy da. Còn một tên nữa. Mình đảo như răng lạc này. Win rồi, win rồi. Giờ là sang đến tiếp linh. Game này đã thành một nha sĩ. Sửa răng. Trời, cái sửa rất là hay. Chúng ta có thể đào về trên Apple Store. Nhìn nó xếp hạng là xếp hạng năm mấy các bạn xếp hạng. Wow. Ui bây giờ là con full.
ánh sáng vàng đấy. Được được được. Ủa, còn thiếu chỗ nào? Hình như vẫn bị ông khách đấy. Ông này ông đầy lắp kim cương vào răng à? À thế này thôi. Những cái hạt nhỏ nhỏ này đang ăn mà nó chưa được mồm gì. Sao một chút này được? Ông này là một ông rất là giàu. Đó, mới yêu cầu lắp kim cương vào răng. Kết thúc rồi. Kết thúc chưa? Ồ, được 181 đô. Quá hay. Ê, là sang Joy Club. Nào, let's go. Cấp độ 108. Cho to to lên nhỉ. À, to rồi. Ôi dồi. Chắc cái thái. À, bot kìa. Ui ui. Đây là ma xít. Chết hết cả. Chết hết cả binh đoàn rồi. Con này khỏe quá. Đúng rồi. Boss to chỉ huy cao cấp một khác. Tiêu diệt hết cả binh đoàn mình. Để ăn những cái con có vũ khí này. Con vũ khí này. Ôi dồi ôi. Trời ơi, hình như mình ngu quá. Đứng đứng tụ một chỗ này. Nó thả chân thạch nó chết chết. Còn mỗi con bot cuối cùng. À, quan đến công đây. Một người to, một người bé. Ở vũ khu. Đấy, chuyển sang game cuối cùng. Crack Master. Một game của Voodoo. À, đây chính là hình ảnh của game. Cái game này âm thanh khá là bé, tiếng xe chạy khá là bé, tiếng đập xe lại rất to. Nhà phát hành game mà có nhìn thấy clip này phải sửa lại ngay. Đúng cho một sao. Ui. Wow. Vẫn win. Đã ăn lúc được con xe mới này. Một con replica. Ồ đúng, game này âm thanh bé thật. Chết sao lại có cái hố đây nhỉ? Cái màn này chưa gặp luôn. Ờ. Ôi cái nắp xe đi trước. Chỗ này mình xem là có nó có lao được qua được không ấy. Ôi trời ơi, thua rồi. À. Cái này lấy đá này. Ôi, thua. Goodbye. See you again.